Chào bạn nha, hôm nay hai thầy trò mình lại đi đánh luôn đêm nha các bạn. Đây mình vừa đánh mấy bờ đây được ngần này nha các bạn. Túi lưới nó hơi hơi sâu. Đây. Quấn quấn túi lưới lên con. Nha các bạn. Đây. Cú vừa quấn túi lưới cho mình đây nha các bạn. Đây. Cho các bạn xem. Đấy. Luôn nha, để tiết kiệm thời gian mình sẽ quay cho bạn vừa đi vừa quay nha các bạn. Đây nha, lượn luôn này. Đấy, hai thầy trò mình đang đi đánh luôn để tiết kiệm thời gian. Mình sẽ phải dừng máy lúc nào đến mình sẽ quay cho bạn xem. Cá này các bạn. Cá. Hôm nay đi đánh luôn không lấy nha các bạn. Hôm nay đi đánh luôn cho nên không lấy cá nha. Không lấy cá sẽ trả. Cá toàn bể. Để tiết kiệm thời gian mình sẽ dừng nha các bạn. Dẫn nha các bạn. Dẫn. Dẫn. Lươn to. Một kích rất to, mình đánh được cũng khá khá rồi nha này. Mình đánh được khá khá rồi. Cho bạn xem. Mình đánh được khá khá rồi đấy. Mình sẽ dừng để đến tiếp theo mình sẽ quay cho bạn xem. Rắn này các bạn. Rắn này. Rắn. Đúng chút. Hai con đúng không con? Hai con nha con. Còn cái xài đâu. Con thái không? Con rắn này. Rắn này các bạn. Rồi. Rắn này. Các bạn thấy hay nhớ subscribe và chia sẻ cho mình nhá. Chặt nhau. Chặt khủng luôn. Chặt khủng nhau ạ. Tiếp tục nhau bạn, cắn này. Tiếp tục. Cắn nhau ạ.
lươn nha bạn, lươn cá. Lươn. Quá đơn giản, người ta hỏi là vất quá nhỉ. Đánh này phải vào bãi lươn nha. Lươn nha bạn. Đây. À các bạn. Đây. Không cứ quay đi. Quay hai bãi. Được nha. Mở nó bé nha các bạn. Mở bé thì hai cái cỏ đi rất vất. Đưa hai thầy trò đi, hai con luôn nha. Đây nha các bạn. Đây nha các bạn. Lươn rồi, đây. Đây. Các bạn nhìn thấy không? Đấy. Hai con đấy luôn, bên kia một con này. Bên kia cũng hai con nha các bạn. Đấy, hai con đấy. Các bạn nhìn thấy lươn rồi. Mình sẽ đánh con này nha các bạn. Con này to hơn rồi, sẽ đánh. Lươn kích thì nó nhỏ nha các bạn. Đấy, tiết kiệm cái ban đêm này mình sẽ quay cho các bạn xem hai bò đó. Sẽ quay cho các bạn xem hai bò, quay trực tiếp luôn hai bò nha. Hai bò ấy nha. Đây mình sẽ đi vào này luôn. Chạy.
bài rất hay nha các bạn. Nếu nói con cậu rồi bà rất hay thì bố con cháu gửi cây các bác các bạn chỉ xem hai bò. Đường rất nổi. Các bạn chịu khó xem nhé. Luôn nha các bạn. Rồi. Hai con luôn. Hai con nha. Đây nha các bạn, đây lươn xoài nhìn thấy cả lươn này. Nhìn thấy cả lươn đấy. Cả lươn quanh. Nhìn thấy cả lươn luôn. Đây, đây nha. Đấy, nhìn thấy cả lươn nha các bạn. Đây. Để tiết kiệm thời gian, mình sẽ dừng máy về mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Các bạn thấy hay nhớ sau này chia sẻ giúp mình nhé. Đây nha các bạn. Đây, mình cho các bạn xem. Đấy, lươn này. Rất nhiều lươn, hai thầy trò đánh có lúc rồi nha các bạn. Rất nhiều lươn luôn. Để tiết kiệm thời gian, mình sẽ dừng máy và mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Đây nha các bạn. Mình đi đánh lươn về đây. Các bạn nhìn đây. Đấy, mới 9 giờ nha, mà hơn 9 giờ mà lúc đấy. Bây giờ mình về mình quay cho các bạn xem. Không nói dối nha. Rồi. Quay cho các bạn xem. Rồi. Không nói dối luôn. Đánh luôn luôn. Chưa cho bạn xem. Đấy, mình quay ra máy này cho sáng nhỏ bạn, các bạn nhìn nha. Cho sáng nhỏ bạn nhìn. Lươn chạy nha các bạn. Mình sẽ dừng để mình bắt mấy con rắn này xong là bắt đầu là mình sẽ rửa giấy sạch cho bạn xem nhá. Đấy, mình rửa giấy sạch sẽ. Đấy, đây đời, không nói dối các bạn. Cá được vài con, hôm nay không thèm lấy cá một rổ luôn. Đấy. Đấy nha các bạn. Mình đánh chỉ có già 2 tiếng một tí nha các bạn. Các bạn thấy hay nhớ subscribe và chia sẻ giúp mình nha. Mình xin mến chào các bạn những clip tiếp theo. Mình xin chào nha.